Cái bộ đèn GTR Limited 3.0 phiên bản 2024 đã được nâng cấp, ngay cả cái bề mặt hộp ngoài đã xịn sò hơn đúng không ạ? Nó sử dụng cái con chip Osram. Đấy, tổng chip LED là 9 chip chính và 1 chip phụ nha các bác nhá. Đấy. Kích thước là 3 inch. Đấy, lắp gần như là cho mọi dòng xe, và điều đặc biệt là cái bộ này có thể lắp zin cho những dòng xe mà cái chóa halogen nha các bác nhá. Đấy, còn khi mà lắp lên như chiếc xe này, chiếc Kia Sorento này. Đấy, các bác có thể thấy khi mà lên mặt đèn nó zin như thế này đúng không ạ? Đấy, các bác có thể thấy ánh sáng cốt của nó kìa. Mặt cắt cốt. Ở với cái nhật màu, giải nhật màu 5.500, có thể thấy nó là ánh sáng trắng ngả vàng à. Và khi mà các bác lên pha con này, nó sẽ có cái tâm pha là vàng. Nên là khi các bác di chuyển vào những cái cung đường, đấy, vào thời tiết, ví dụ là trời sương mù nhẹ hoặc là trời mưa nhẹ, các bác vẫn đi được. Và nó cho cái hệ số bám đường nó tốt hơn đúng không ạ? Bác nào mà cần tư vấn hay đang quan tâm về đèn thì các bác phải qua Akala các bác nhé.